tôi án mình đi bắt gặp. Đấy 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 là tôi ngạo cái tu mật tông đó. Cái chữ án mình đi bắt gặp này là của Tây Tạng, người ta nói đó là cầu cho hạnh phúc bình an. Vậy mà mình ở đây mình tụng kinh rồi án ma ni bác di hồng, án ma ni bác di hồng, án ma ni bác di hồng, mình nói nghe nó có ca có kệ, nghe nó trầm bổng như gần gần như cải lương vậy. Thành ra cái tu của mình sai lầm dữ tận lắm, cho nên là tôi biết cái sai lầm đó. Thật ra cái này là nhân viên nó chia ly là mình buông cái vậy thôi, chứ đâu cần phải ăn cái đi bắt học nó mới chia ly đâu. Mà cái điều mà tôi làm vậy để là nhắc nhở cho ai đó, một cái đối tượng thiệt, nhân viên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân viên chia ly thì gọi là gì. Thế thì cái thân của mình đây là ngũ quẩn, ngũ quẩn dai không. Tôi nhắc lại, chỉ có cái sắc quẩn này là có thể cắt nghĩa bằng 36 vật tôi vừa nói. Còn như thọ quẩn là đố ai tìm ra cái gì, tưởng cũng không tìm ra cái gì, hành cũng không có, và thức lại càng không có. Thế thì là khi mà con người sanh là do nhân duyên hòa hợp. Khi con người mà nhân duyên nó tan rã thì gọi là diệt. Y như cái này, khi con người còn, tức là nhân duyên hòa hợp thì còn gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly gọi là diệt, tức là lửa không còn nữa. Vậy mà bây giờ mình sợ quá đi. Sợ sao nó nói này nguy quá, nói này rất là khó nói. Người ta sợ, người ta cái này khó nói gì. Tôi hỏi các vị chứ người ta chết rồi các vị lại tụng rồi các vị chú nguyện cho ta là cái gì còn để các vị đưa nó đi trả lời. Ngũ quẩn dai không, đây là đủ ngũ quẩn là nó có, mà thiếu một quẩn thì nó mất đi, thế là nó còn cái gì đâu. Vậy mà mình cho rằng chết rồi còn có một cái, mà mình để đó mình tụng niệm 3 ngày, 5 ngày để mà đưa đi. Các chị đưa cái gì đi? Và đi tới đâu ngừng? Các chị trả lời tôi đi. Thành thật trả lời đi. Đưa cái gì? Ngũ quẩn dai không thì còn cái gì để các vị đưa cái gì đi? Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình tu hết sức cực. Mình tu gọi là tu hành mà để chờ tới ngày chết mình mới là đạt lấy cái kết quả là mình đưa cái hồn mình đi ra, hoàn toàn là sai. Cho nên Bia Ma Hòa Thượng Giác Tài nói với tôi là Bia Ma không có pháp môn tịnh độ để đưa đi về cực lạc. Mà trong năm cái tập ngón tay chỉ thành tôi cũng chỉ rõ cái đó. Dù rằng tôi không có đi Bia Ma mà tôi đã chỉ rõ cái đó. Tôi nói cái này là cái về đây là mình rồi mình tư duy đó, rồi mình thiền định đấy. Phải lấy cái học hiểu của mình, mình tư duy coi cái đó nó có phù hợp với chân lý hay không. Phù hợp chân lý mình mới làm chứ, còn không có phù hợp chân lý là mình không làm. Cho nên tôi nói cái này đại chúng nghe, Đức Phật hồi xưa không có đi đám ma. Đức Phật dạy mọi người tu rồi mọi người
tự mình sắp xếp phước báo cho mình, tự mình sắp xếp phước báo cho mình, chứ người khác sắp xếp cho mình không có được. Tôi biết tôi nói cái này là lộ lã, cho nên là luôn luôn là tôi nhắc cái đó. Mỗi một lần mà tôi triển khai một cái đối tượng thiền ở trong cái những cái tập có tay chỉ chân đó, là tôi biết rằng tôi nói cái đó là tôi bị lộ lã. Bốn đạo thì không tới nữa, không có bốn đạo. Người ta nghe ta khó chịu quá, ta nói người ta không hiểu vậy được, ta không tu tập vậy được, ta không chấp nhận cái đó. Mà cái đó mới thật là kinh điển của đạo Phật. Nhưng mà bây giờ nếu ai cũng chiều bá tánh, chiều bốn đạo mà nói theo những cái sai lầm của bốn đạo, của bá tánh, thì còn gì là đạo Phật? Cho nên là cái cuộc đời tôi là gây go lắm. Hồi xưa kia Quyền Giác thiền sư nói rằng là cái người tu hành đó là nó phải chấp nhận cô đơn á, chấp nhận cô đơn, phải hy sinh cả quyền lợi, cả danh vọng, cả địa vị. Người ta ít có chơi với mình lắm, bởi vì người ta không hiểu một đường lối giống như mình hiểu. Còn như sư cô, như sư nãy mà nói rằng là tu thiền mà bằng cái thở ra thở vô đó, nó là một cái món nhỏ xíu ở trong cái tu thiền. Cái đối tượng thiền mà thở ra thở vô đó, là cái đó là cái bậc sổ tức thiền, một môn ở trong cái gọi là sổ tức, tức là còn cái tâm, cái trí mình ở trong cái hơi thở. Cái môn đó không có rộng đâu, cái môn đó là chỉ có cái là tập đi, tập đứng, ngồi, nằm đều được hết. Thở cái đó là đúng, cái đó là sách vở đó. Nhưng mà cái đó là ở trong cái giáo lý tứ đế đó là một món tu. Trong cái giáo lý tứ đế là quán thân bất định nè, quán thọ thì khổ nè, quán tâm vô thường nè, quán pháp vô ngã nè. Cái gì mà đọc cái đĩa hổm tôi nói đó, giáo lý tứ đế là nó có quán thân bất tịnh nha, quán thọ thì khổ nha. Thọ lạc, thọ nó có ba thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ gọi là xả thọ. Để quán tâm vô thường, được quán pháp vô ngã. Mà trong đó đó là quán thân bất tịnh, quán bất tịnh đó nó có cái sổ tức quán ở trong đó nữa. Cái quán nó có sổ tức quán, có nhân duyên quán, nó có giới phân biệt quán, và nó có cái bằng quán pháp vô ngã. Đó là nhìn vạn pháp ở đâu mình cũng phải thấy được cái tánh vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh của vạn pháp. Còn mình quán sổ tức đó, thở ra tôi biết tôi thở ra, thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn, thở ra thở vô ngắn tôi biết tôi thở vô ngắn, tôi thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, tôi thở ra vô dài tôi biết thở vô dài, tôi thở ra dài tôi khinh an, tôi biết tôi thở ra dài khinh an, tôi thở vô dài ha, cứ nói vậy. Nó có 16 cặp tương quan vậy. Cái đó là một pháp ở trong cái tứ niệm xứ quán đó. Cho nên cái đó không phải là sai, nhưng mà cái đó nó hạn chế vậy lắm. Còn cái mà thế gian vô thường nè, quốc độ nguy thúy nè, tứ đại khổ không nè, ngũ ấm vô ngã, sân diệt biến dị hư nguy vô chủ, rồi tâm thị ác nguyên nè, tâm là nguồn ác mà thân là cái chầm, là cái ao hồ tội lỗi. Cái đó mình quán cái đó nhiều lắm. Thật ra là tôi xin nhắc là chư liệt vị để ý đi, tất cả những cái bài mà tôi gọi là bài thơ đó, đó là cái đối tượng để cho mình tư duy, tức là đối tượng để mình thiền. Rồi hồi nãy tôi đang nói về ngũ quẩn đó ha, sắc quẩn là không có gì, thọ quẩn cũng không có gì, tìm đâu cho ra cái thọ quẩn là cái gì,
Tưởng quẩn cũng ai tìm nó là cái gì, hành quẩn cũng không ai tìm là cái gì được hết, thức quẩn cũng không tìm được. Thế là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giải không, nghĩa là mình soi rọi, mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy rằng năm quẩn đều không có gì. Đức Phật giải tiếp này sa lợi phất, sắc, sắc tức là cái thân này, sắc thân này, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Như thế thì mình phải lấy cái thân mình làm đối tượng, mình coi cái thân mình không có gì hết. Thật ra cái thân này đừng coi nó là quan trọng, đừng quý nó, đừng trọng nó, phải coi nó là nhất thiết pháp. Đây là nó là một pháp hữu vi ở trong trong nhiều cái pháp hữu vi. Thân này là hữu vi pháp, mà hữu vi pháp thì Phật dạy rằng là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Mười cái ví dụ không có gì mà cái thân của mình là như mười cái ví dụ đó, nó chẳng có gì hết. Do vậy cho nên cái vô thường lão bệnh bất diệt nên nhân kỳ sống chết bất cứ là lúc nào, thân này là một cái đối tượng để cho mình thiền sống chết bất cứ lúc nào. Bây giờ còn đây cho bà, có thể là tới trưa không còn cũng có. Thậm chí có người là đang đánh răng. Tôi có ông học trò tôi mới nghe nè, năm nay ông là tuổi Quý Mão, ông mạnh mẽ lắm, sáng còn tập thể dục rồi cũng đi được chạy ào ào vậy, mà tới chừng mà đứng lại đánh răng cái gì là từ cái chỗ đứng đánh răng vậy là ngã quỵ xuống cái là chết liền tức khắc. Thế thì chẳng phải là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịnh dung, sát na dị thế, sớm còn tối mất trong một cái tích tắc là nó thành một cái đời khác, sinh ra một cái đời khác chứ mình không còn nữa. Đó chẳng phải là vô thường, đó là gì? Cho nên là ngũ ấm vô ngã là vậy đó. Ngũ ấm vô ngã, cái thân năm ấm này không có ngã, không có chủ tể. Do vì nó không có chủ tể, nó vô ngã, cho nên nó không có bền chắc, nó sinh nó diệt bất cứ lúc nào. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Thọ tưởng hành thức dứt phục như vậy, có nghĩa là cũng nói y như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ tức là thọ vui hoặc là thọ khổ, nhưng mà cái thật sự là cái thọ vui, cái vui đó đâu có bền gì đâu. Ngược lại thọ khổ, mà nếu mình biết tu thì cái khổ nó cũng có bền, mình chuyển quá cái khổ, cái thọ khổ nó thành thọ vui được. Ngược lại người ta tu hành, ta biết là người ta hạn chế cái thọ vui, bởi vì nó vui quá là nó khổ nhiều, cho nên người ta hạn chế, ta điều hòa, ta không cho mình thọ vui mà cũng chẳng cho mình thọ khổ. Vì vui và khổ đều không có thiệt, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Thọ tức là mình tiếp nhận đó. Ví dụ như giờ mình ngồi đây tu đây, chứ mà ta cất cho mình cái chùa đó là 16 tỷ rồi mãn hạ, rồi về mình đi làm trụ trì cái chùa đó đó, đó là thọ đó, thọ cái vui đó. Nhưng mà phải nhớ là thọ chẳng khác không, bởi vì ta cúng 16 tỷ chứ mà người ta biểu mình là thờ cái kiểu của người ta, lại cúng cái kiểu của người ta mà không phải là cái tu tập của mình, mong mình không cãi được. Nếu mình cãi là người ta không cho mình thọ nữa, người ta không cho mình làm trụ trì nữa. Rồi người ta biểu mình thờ mẹ sanh mẹ độ, người ta biểu mình thờ ông tà ông tướng, rồi người ta biểu mình thờ gì đấy để ta cầu ta nguyện ta gian xin để ta làm cái khu du lịch chẳng hạn, để cho có hình thức để chiêu mộ những người du lịch vậy thôi, chứ ta không cho mình tu theo cái pháp môn của Đức Phật. Thế là nếu mình không nghe lời người ta thì cái thọ vui của mình đó bị mất, nghĩa là người ta đuổi mình. Do vậy mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ. Cho nên tôi nói chư liệt vị, chư ni tăng trẻ, có
có chân á.